Trong hội sớ nói tham sân si là tâm cấu nhiễm, trái với ba điều thiện: không tham, không sân, không si, gọi là ba điều thiện. Trong kinh thường gọi tham sân si là ba độc phiền não, là nguồn gốc của tất cả pháp bất thiện, chính là tham sân si. Chư vị đồng học đều biết bản thân nghiệp chướng nặng nề. Khi chưa học Phật không biết, học Phật rồi mới biết mình có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này đa phần đều nói ác nghiệp, nghiệp bất thiện. Không chỉ trong đời này, mà nghiệp chướng tích lũy từ nhiều đời kiếp trong quá khứ, quý vị xem nó sâu nặng đến nhường nào. Không nhận thức, không biết, vậy thì không còn cách nào khác. Khi học Phật mới biết, mới nhận thức được. Khi nhận biết rồi thì làm sao đoạn tận nó? Quý vị mới đạt được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Trong kinh gọi là lợi ích chân thật, quý vị đã đạt được, cũng đã khai mở trí tuệ chân thật. Nghiệp chướng tiêu trừ liền khai trí tuệ. Nếu nghiệp chướng còn, trí tuệ không hiện tiền. Trí tuệ là vốn có, nên nghiệp chướng, nghiệp này làm chướng ngại trí tuệ, làm chướng ngại năng lực, cũng làm chướng ngại phước báo của quý vị. Quả là phiền phước lớn. Mê hoặc điên đạo, còn không ngừng tạo ác nghiệp, quả báo tương lai nhất định ở trong tam đồ. Trong tam đồ cũng có cơ hội, đó chính là xem một niệm sau cùng, tham sân si cái nào mạnh. Nếu phiền não tham mạnh, sức mạnh rất lớn, sẽ dẫn quý vị vào đường địa ngục. Sức mạnh sân nhuệ lớn mạnh sẽ dẫn dắt quý vị vào đường địa ngục. Quý vị đầu thai vào đường nào đều quyết định ở một niệm sau cùng. Cho nên một niệm sau cùng là A-di-đà Phật, người này sẽ đến thế giới cực lạc. Quan hệ lớn nhất là một niệm sau cùng. Bình thường niệm Phật chính là hy vọng đừng quên niệm sau cùng. Nguyên nhân chính là như vậy. Sợ bình thường không niệm sẽ quên niệm sau cùng này, để niệm những thứ khác như ngũ dục lục trần. Như vậy rất phiền phức. Ngũ dục lục trần làm dấy lên khởi tâm tham sân si của chúng ta, lại trôi lăn trong luân hồi.